cha ơi. Vậy là mùa Vu Lan lại tới. Cha đi rồi, nỗi nhớ vẫn chưa nguôi. Con trai của cha đã 32 năm xuất gia tu hành. Sao cuộc đời con vẫn gian nan vất vả? Hay là con không có duyên tu hả cha? Đời tôi vất vả, đã nghĩ nhiều, bao giờ con được thành danh với đời? Con đi tu hành suốt gia đã lâu rồi, lòng con với bao ước nguyện đến nay có nghĩ được hay không? Duyên tu với con giờ đây đã được thực hiện trong đời, phải đợi bấy lâu con nuôi chí nguyện từ bao ngày. Con nào có lỗi với chư tăng mà sao họ lại đem nghi lòng? Bôi nhỏ phẩm y đức y của y con y y cha ơi, tới đây sẽ được xây dựng 8 quan. Con đây chắp mi tay nguyện cầu mà để cho cha chứng y cho lòng thành của con bao ngày hằng mong chờ. Biết là gian ni khó vẫn còn y đây, nhưng con quyết một lòng kiên trì. Cha hãy